Cùng i Channel tìm hiểu hoa anh đào là quốc hoa của nước nào. Tên khoa học của cây anh đào là Prunus serasoide, John và thuộc họ Rosacea. Tên tiếng Anh của hoa anh đào là Cherry Blossom, còn tên tiếng Nhật là Sakura nguồn gốc của loài hoa này đến từ Nhật Bản. Đất nước mặt trời mọc còn được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào. Ngày nay, loài hoa này được phân bố rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Bao gồm Mỹ, Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc. Do có cùng đới khí hậu với Nhật Bản nên nó được trồng nhiều ở Hàn Quốc. Ở Việt Nam, anh đào phân bố chủ yếu ở vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên. Hoa anh đào Đà Lạt đặc biệt nổi tiếng và còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như Mai Anh Đào. Anh đào, Mai Dại. Nhiều người thường nhầm lẫn hình ảnh hoa anh đào với hình ảnh hoa đào vì có nhiều đặc điểm giống nhau. Tại Hoa Kỳ, anh đào được trồng ở Washington, D.C., được tặng bởi chính phủ Nhật Bản vào năm 1912 và 1956. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng tặng Canada loại cây anh đào này, loại cây này được trồng ở Vancouver vào những năm 1930. Bởi vì người ta tìm thấy hoa anh đào tại Nhật Bản nên khi nhắc tới Nhật Bản thì người ta ngay lập tức nhớ tới hoa anh đào. Ngược lại, ngược lại, nhắc đến hoa anh đào là nghĩ đến Nhật Bản. Nhật Bản không chỉ nổi tiếng với hoa anh đào mà còn nổi tiếng với muôn loài hoa, không có loài nào là quốc hoa của Nhật Bản. Trên thực tế, Nhật Bản không có quốc hoa chính thức. Tuy nhiên, hai loài hoa cúc vàng và hoa anh đào được coi là biểu tượng và đại diện cho Nhật Bản. Đây là những loài hoa đóng vai trò quan trọng và góp mặt trong hầu hết các sự kiện văn hóa ở đất nước mặt trời mọc. Chấm, nếu như hoa anh đào là loài hoa đại diện cho đất nước và tính cách của người Nhật thì hoa cúc vàng lại là biểu tượng của hoàng gia Nhật Bản. Đặc biệt, hình ảnh hoa cúc vàng còn được chọn cho hộ chiếu và quốc huy của Nhật Bản. Đầu tiên, hoa anh đào là biểu tượng của tuổi thanh xuân. Hoa anh đào chỉ nở vào mùa xuân kéo dài trong khoảng thời gian ngắn từ 7 đến 12 ngày, giống như tuổi trẻ của con người, tuy chỉ ngắn ngủi nhưng mang lại sự lộng lẫy. Rực rỡ nhất trong năm, làm cho phong cảnh xung quanh tuyệt vời, đắm say lòng người. Hoa anh đào là loài hoa đại diện và thể hiện tính cách riêng của người Nhật. Hoa anh đào tượng trưng cho sự khiêm nhường và sẵn sàng lắng nghe đặc trưng của người Nhật. Cũng như ý chí kiên cường, dũng cảm của những võ sĩ samurai. Cúc vàng là biểu tượng của Hoàng gia Nhật Bản. Trong văn hóa Nhật Bản, hoa cúc vàng tượng trưng cho những phẩm chất cao quý nhất. Bên cạnh đó, hoa cúc vàng còn tượng trưng cho sức khỏe, sự trường thọ và mùa thu, cũng như thiện trí và mong muốn được kết bạn. Chấm, tên hoa anh đào dựa vào số lượng cánh, như hoa có 5 cánh hoặc ít hơn được gọi là Hito. Những bông hoa có 5 đến 10 cánh hoa được gọi là hanae Những bông hoa có hơn 10 cánh được gọi là Yae người nhật cũng thường cho hai hoặc ba cánh hoa anh đào vào cốc nước để thưởng thức một loại đồ uống thơm ngon có tên sakura yu hoa anh đào trong cốc nước trông đẹp và thanh tao nên sakura yu ta thường được dùng làm thức uống trong các dịp lễ trọng như cưới hỏi chấm hình ảnh hoa cúc xuất hiện trong tất cả các sự kiện văn hóa của nhật bản người nhật thường tặng nhau những bó hoa cúc vàng hoặc đỏ để thể hiện sự kính trọng hay yêu mến Tuy nhiên, đừng bao giờ dùng hoa cúc trắng để tặng quà, vì hoa cúc trắng thường chỉ được dùng làm hoa tang lễ. Chấm, hoa cúc không chỉ được xuất hiện trên hộ chiếu mà còn trên đồng 50 yên và quốc phục kimono của Nhật Bản. Chấm, ngày 9 tháng 9 hàng năm được chọn là ngày hoa cúc Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã xem. i Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7. Vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé.